Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Em là Tấn Phát, chuyên chơi thuê căn hộ Vinhome ngắn hạn theo ngày. Hôm nay em xin giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa Landmark 81. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn bắt đầu mình tham quan căn hộ. Hiện tại em đang đứng ở vị trí từ cửa chính căn hộ mình đi vào ha. Thì cửa chính căn hộ mình đi vào, đầu tiên là mình sẽ có khu vực bếp. Khu vực bếp bên trong căn hộ của em thì được bài trí đầy đủ tiện nghi. Thì bên em có setup sẵn là nồi cơm điện, bình đun siêu tốc. Trong tòa Landmark 81 thì được trang bị sẵn là lò nướng, lò vi sóng. Bếp được sử dụng là bếp từ rất là an toàn ạ. Máy hút mùi. Một số vật dụng cơ bản được bên em bài trí thêm để mình sử dụng tiện hơn trong quá trình mình nấu nướng là như là hớt, nồi, rổ. Bên đây là một số đũa, nĩa, muỗng, dao. Một số kỹ dao, mình có thể xem thêm. Một số là nồi nấu cơ bản. Ngoài ra, căn hộ bên em còn được chuẩn bị sẵn máy giặt. Anh chị và các bạn mình có thể là giặt tại căn hộ của mình. Hoặc là nếu mà anh chị không có nhu cầu giặt tại căn hộ. Ngoài ra bên trong căn hộ thì bên em còn có chuẩn bị sẵn máy giặt. Cô chú anh chị mình có thể là giặt tại nhà. Hoặc là nếu mà mình không muốn giặt tại nhà thì em sẽ giới thiệu một số cái đơn vị giặt ủi. Thì mình giặt ủi sẽ có tính phí. Mình chủ động mình liên hệ với đơn vị giặt ủi để họ đến họ nhận đồ và báo giá theo cái khối lượng mà mình gửi giặt thực tế ạ. Kệ chén dĩa đó. Tủ lạnh. Tiếp theo đây là nhà vệ sinh chung. Bên em chuẩn bị sẵn là dầu gội, sữa tắm, lược chải tóc, bàn chải đánh răng. Nhà vệ sinh khá là rộng. Tiếp theo là mời cô chú anh chị và các bạn mình đến với không gian chính của căn hộ. Đây là phòng khách ạ. Căn hộ này có diện tích khá là lớn, hơn 80m2. Sofa được bên em chuẩn bị đây là sofa da nên rất là sạch. Ngay phòng khách chính thì bước ra là ban công. Bên em có chuẩn bị sẵn là bàn trà, mình có thể là mình ngồi nhâm nhi tiệc trà. Tầm view thì rất là đẹp luôn. View đối với căn hộ 2 phòng ngủ này là mình nhìn về sông Sài Gòn ạ. Cô chú anh chị mình xem qua phòng khách. TV này mình có thể là xem YouTube. Bàn ăn thì bên em chuẩn bị bàn ăn 4 ghế. Khá là sang trọng. Về vấn đề decor trong căn hộ này thì cô chú anh chị nhìn qua ốp tường nhiều điểm nhấn khá là đẹp. Tủ giày mình phải là mang giày đi trong nhà. Bàn ủi, máy sấy tóc. Bây giờ em sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi vào phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ nhỏ bình thường đối với những căn hộ 2 phòng ngủ khác đó, thì nó khá là nhỏ, khá là chật. Mình đi vô là mình chỉ
cái giường đó là cái giường sẽ là chiếm hết cái phần diện tích bên trong căn hộ, và đa số phòng ngủ nhỏ của cái những cái căn hộ hai phòng ngủ khác trong tòa Landmark 81 này á, đa số sẽ là giường ngủ nhỏ. Nhưng đối với lại căn cái phòng này thì cái giường ngủ của mình sẽ là giường ngủ to luôn, khá là rộng rãi. Đây mình có thể là nhìn xuống nội khu. Tiếp theo mời cô chú anh chị và các bạn mình đến với là phòng ngủ master. Đây là tủ quần áo, một số móc để anh chị thấy mình treo. Phòng ngủ master là rất là đặc biệt, là có cái không gian toàn bộ view bằng kính, nhìn toàn bộ ra không gian bên ngoài, view khá là đẹp, nhìn trọn sông Sài Gòn. Ngoài ra phía xa kia là mình có thể là nhìn về hướng quận nhất và Vitexco. Đây là toilet phòng master. Mỗi phòng ngủ bên trong căn hộ thì được bên em set up chuẩn dành cho hai người nằm trên một giường, với đầy đủ khăn tắm. Điều đặc biệt trong tòa Landmark 81 này là hệ thống rèm cửa và đèn chiếu sáng, mình không cần phải là kéo tay nha. Ở đây là bảng cảm ứng, mình chỉ cần chạm thôi là rèm tự động sẽ đóng lại. Chạm để em có thể mở ra lại. Máy lạnh trung tâm, tất cả là mình sẽ điều khiển trên tường hết, không có điều khiển tầm tay. Về giá thuê, đối với căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh như anh chị và các bạn đang xem á, thì có mức giá thuê là từ 2.800.000 đồng một đêm. Đối với những anh chị mà mình có cái thời gian thuê dài hơn thì mức giá thuê sẽ có nhiều ưu đãi hơn. Chi tiết về mức giá thuê á, thì cô chú anh chị mình có thể nhắn tin hoặc là gọi điện qua Zalo, Viber hoặc là WhatsApp theo thông tin mà em để với dưới phần cái phần thông tin mô tả của cái video này á. Cô chú anh chị mình cứ bấm vào sẽ kết nối được với em, cho em biết được cái số lượng người ở, ngày đến và ngày đi. Em sẽ kiểm tra căn theo lịch trình trống cụ thể của anh chị để báo giá cho mình chính xác hơn, và gửi một số căn có thể là sẽ không căn này, hoặc có thể là sẽ gửi có căn này trống theo lịch của cô chú anh chị, hoặc là có thể thêm một số những căn khác nữa phù hợp với lại nhu cầu, mức giá, tài chính của mình để mình dễ dàng lựa chọn hơn. Trong video này thì có thể là có nhiều thông tin em không thể nào mà cung cấp hết được để truyền tải đến cô chú anh chị mình nắm rõ được. Vì vậy có câu hỏi hay là thắc mắc hay là có những vấn đề như thế nào đó thì cô chú anh chị mình cứ để lại comment phía dưới, em sẽ trả lời ngay để cô chú anh chị mình nắm. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video này. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi vui chơi thật là hạnh phúc ạ.